Chào các bạn trở lại với kênh của mình. Nay một vườn của cũng ở ấp hai cửa cạn của Phú Quốc. Vườn này tới giờ tính gần 4 năm 5 năm rồi đó mà chưa có trái, thì tại vì chủ vườn cưng cây quá, cứ dưỡng cây không à, cho nên cây rất là đẹp. Với mình là cây này nó đẹp nhưng mà trồng thì nó cũng chưa gọi là chuẩn lắm, bởi vì nó bị giao tán rồi. Thì cũng có vấn đề chỗ là do vườn này ngày xưa là sen tiêu, trồng tiêu á, cho tết chết tiêu chỗ nào thì dặm chỗ đó, cho nên là nó cũng không có gọi là thẳng hàng, nó thẳng hàng nhưng mà có một số chỗ nó trồng chéo lên nhau. Thì thôi đi một vòng đi, vườn này của chỗ anh Hiền ở ấp hai cửa cạn. Về giống thì vườn này là trồng ghi sáo là 100%. Ghi sáo hết. Trồng cũng heo tiêu, cũng khoảng cách có những chỗ rất là xa. Nếu mà đi ngoài đường vô đây thì vườn này rất là rộng. Với mình đánh giá vườn này rộng. Nhưng mà một vài vấn đề vườn này đang gặp phải là mình thấy rất là tiếc, bởi vì vườn này không có để trái. Có để trái vậy các bạn, nghĩa là cây đã dài trái vậy nè. Nghĩa là tự nó ra được nhiêu ra rồi thì đó, hơn cây đó hai trái đó. Các bạn hai trái không? Còn trên vài trái nữa. Thì nghĩa là ảnh không có để trái đối với năm mùa này, tại vì một do là bên này dính đợt hạn rất là hạn, không có nước tưới, tại vì anh nằm trên một cái đồi này, đất nằm trên một cái đồi, tại vì nó cũng hơi dốc thôi chứ không đến nỗi là nó cao lắm, nó hơi một cái dốc cao đó. Các bạn thấy không, khu này là trồng tiêu dữ lắm, không rồi nó bị hạn mà cây chôm chôm này chết luôn nè, hạn mà cây chôm chôm này chết luôn rồi, thiếu nước tưới, cho nên ảnh lo ảnh dưỡng cây. Thì ảnh dưỡng cây dẫn đến là không có để trái. Chứ ví dụ như lúc đó mà tốt đi thì mình khuyến cáo là vườn này nên để trái rồi, cây ít gì cũng được khoảng 30 trái ở đối với cây này. Thì vấn đề đang gặp phải thì các bạn có thể thấy nè, cây này nó bị rụng lá già rất là nhiều, nó rụng lá già dưới gốc, nó rụng lá lòng, rụng lá chân rất là nhiều, cây nào nó cũng vậy luôn, nó rụng lá chân. Và thứ hai nữa là cái vàng lá này nó không có xanh, không có dày to bản. Vàng lá này nó không, nghĩa là cái cơ đọt á, nó không dày không to bạn, thì nó cũng có vấn đề của nó chứ không phải là không đó. Mình đi cho các bạn coi vườn này tổng cộng là 220 cây, uổng ghê các bạn, uổng không để trái được, nó uổng nó 220 cây ghi sáo. Thì cũng giống vậy thôi, ghi sáo thì bên này người ta chuộng hơn do thời gian thu hoạch của nó gộ, với lại nó ngắn, còn mỏng thon thì thu hoạch chảy hơn đó. Thì do đặc tính thôi. Thì nếu mà trồng vài cây trong vườn để lấy phấn, để thuộc phấn chéo là một cái, hai nữa để mình biết bạn bè rồi, thì với mình khuyến cáo vẫn nên có ha, vài cây thôi, không cần trồng nhiều. Ví dụ như cả vườn 220 cây thì trồng thêm chừng 10 cây món thon xen vô những gốc thì vẫn đạt. Đó là cách để tăng cái khả năng thuộc phấn chéo, với lại về món thon thì nó sẽ sức chịu đựng nó tốt hơn. Thì dưới gốc này anh có trồng, anh mới đưa phần bò vô, mình nói trời vô chi mùa này cây này thiếu hữu cơ đâu, không cần ha, anh vô phần bò nè, vô gì ngoài thôi không sao, nhưng mà lá già rụng rất là nhiều. Thì lá già rụng là do rụng cái lá này là do nó bị nhện, mình nhìn biết là lá này nó bị nhện. Thứ hai là nó bị đốm rong tạo đỏ, nó bị sẵn trên lá rồi, cho nên lá nó rất là dễ rụng. Vô mùa chuyển mùa nè, thứ nhất là cơ đọt đang ra, thứ hai là lá nó chỉ cần chuyển qua lá lụa thôi là nó sẽ rụng lá già. Thì cái hướng xử lý là làm sao cây này nó sung nó khỏe nhất, tại vì thân nhánh này là để trái được rồi đó, thân nhánh này là để trái được, nhưng mà vàng lá thì phải đủ để nuôi. Thì muốn vàng lá để xanh để tốt thì phải xử lý từ rễ. Về cái hướng xử lý đối với vườn này để làm sao cho nó xanh nó tốt á, thì thứ nhất là mình khuyến cáo là phát cỏ ra, phát cỏ từ trong gốc đi ra ngoài 4-5 tấc. Ở ngoài mình vẫn để chân nha, vẫn để cỏ bình thường, thì cỏ ngoài vẫn để phát thôi, nhưng mà chủ yếu là trong gốc là dọn sạch ra. Dọn sạch ra là một. Cái thứ hai nữa mình sẽ cho rễ lân. Lân đối với bên này là mua lân Văn Điển hoặc là lân Ninh Bình, một trong hai loại lân đó, bởi vì nó sẽ chứa hàm lượng canxi với lân rất là cao, kết hợp chung với chung quy lượng. Chung quy lượng, ví dụ như nó còn có magie, nó còn có silic, thì ngoài cái đó ra thì còn nhiều thứ đi, nhưng mà tập trung chủ yếu nó là canxi và lân ở dạng mà hấp thu liền và nó không gây chua đất. Thì mình sẽ đi lân đó là 5 kg. Thứ hai là đi hút rửa vườn.
rửa vườn để cho nó không lây nhiễm những cái nấm bệnh, những cái nấm bệnh liên quan tới tảo đỏ, đốm rong, không lây ha, tại vô mùa mưa rồi. Đây tại sao mình nói, bởi vì nó có để không lây những cái liên quan tới nấm rong tảo đỏ, không lây những cái này đó, thì mình sẽ xử lý trước hợp chung với thuốc rửa vườn ha, rửa vườn cộng chung sâu gầy. Thứ ba nữa là xử lý phần gốc, là đổ cái nấm rễ và tinh trùng, thì có thể dùng Hero Blue đi chung với anh pin ha. Thì những cái nhóm mà lân hai chiều đều được, đi chung với aluminium, thì chỉ cần một cử xử lý rễ, hai cử phun lá ở trên, chứ lại có gãy lân thì cam kết luôn trong vòng 45 ngày đối với vườn này. Vườn này nếu mà cây này nó không xanh lên á thì thôi khỏi lấy tiền. Khỏi lấy tiền tư vấn luôn, khỏi lấy tiền tư vấn, khỏi lấy tiền thuốc luôn. Nghĩa là cam kết đến mức như vậy, nhìn vàng lá này mình biết vấn đề. Thì thôi ghé một lần cho biết vườn của anh Hiền á, 220 cây. Hy vọng anh Hiền có lần sau tài trợ cho mình một chuyến đi ra đây Phú Quốc, vừa đi du lịch mà vừa đi tham quan để gọi là nghiệm thu lại vườn. À, rồi cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở những video clip lần sau.